Được. Ôi che cái đầu anh lại nữa kìa, phải em. Chậm chưa? Ủa mất tiêu rồi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Offline của mình. Chúng ta tiếp tục ha. Thì nói tiếp cái tập trước là mình ở dưới cái đại dương. Sau đó là lôi hai cái con gì nè, ba cái con cá mập, hai con cá mập với mà hai cái con cá phát sáng nó về. Hai con cá lồng đèn. Thì bây giờ là mình đã trở về nhà ha. Đó, sau khi trở về nhà thì hai cái trứng rồng nó đã nở ra. Mấy cái? Ba cái trứng rồng đúng không? Ba cái trứng rồng nó đã nở ra rồi. Đâu rồi mấy con rồng rồi cho các bạn xem ơi. Một con ba trên trời kìa. Đó các bạn thấy chưa? Chưa đặt tên nó lại nữa. Xì chung kiếm cái tên nào dễ thương đặt cho nó đi xì chung. Tèo động. Để em suy nghĩ ra cho. Rồi cái con gồng lộn rồi, cấp nãy anh mới thấy con gồng lộn ở đây mà. Đây phía sau nhà. Ở đây phía sau này có hai con nữa nè các bạn. Nó vẫn chưa trưởng thành ha. Nó trong cái thời kỳ đang lớn rồi. 80% rồi. 90% rồi các bạn ơi. Đó, thấy không? Nó đang lớn ha. Khá là nhanh luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình là đi xuống dưới đại dương nữa ha. Ở tập cuối cái tập trước là chúng ta đã gặp được cái con quái bí ẩn á. Cái con họ hàng với con Mosa mà nó tấn công cái nó tấn công em Bình nè, nó sấy xong nó biến mất tiêu á. Trong tập này mình sẽ cố gắng xuống dưới bắt nó ha. Mình đổi hướng khác đi anh ơi. Đổi hướng khác ha. Em. Dạ. Đi kia đi biển khác. Ok. Đây là cái con tèo độc nè các bạn. Ý, cái con này bắt được luôn nè. Mera de Guillaume. Ủa em nào bắt hả? Em mới bắt đó. Em mới bắt hả? Em vừa mới bắt nó bỏ vô chuồng xì châm bắn. Hay với gì trời. Ê chế cái yên anh cởi thử con này ơi. Mera de Guillaume. Ok để em chế cho. Chế đi, mình hết điểm để học rồi các bạn. Mera de Guillaume. 24 điểm. Terium. Có chưa? Có chưa? Từ cái gì em? Hồi nãy anh Phương lượm 5 trong cái tên em quăng xuống đất chưa? Chưa. Rồi cái bà đã mất rồi. Vậy mới có phút mấy à, chưa đâu ơi. Em dùng cái thằng nào ạ? Hồi nãy dùng cái chỗ, anh đứng ở chỗ con khủng long xương nè. Lúc anh chào á. Chết bà rồi, vậy là mất rồi. Nó có 1 phút 30 giây à. Không, vừa quăng đất mất luôn. Vậy là mất tiêu rồi. Kì vậy? Ở đây thì em Bình đang xây một cái công viên ở đây các bạn. Đó, một cái chuồng chứ không phải công viên nữa. Cái chuồng này nhốt hết trơn mấy thú vô luôn. Mình kêu ảnh chia ra mấy con mà anh dồn hết tất cả vô đây luôn. Thì chưa anh. Ok. Cái đi. Chưa hiểu ý anh sao giờ hiểu rồi. Dồn hết vô cho nó vui các bạn. Đó, chúng ta dồn hết vô luôn đi cho nó vui. Rồi gánh thì chúng ta chia ra sao. Nhưng mà sao mà vô đây nó có cảm giác nó hơi bị lắc á. Thì mình xây nhiều á. Ừ, nó quá trời lắc rồi em ơi. Xây nhiều với nó cao. Quá trời lắc luôn. À, mình đem mấy con heo vô trong cái chuồng này. Xì châm còn nhiêu tên xì châm? Còn khoảng 600 cái. Không có chưa? Anh chưa có cái nào chứ. Hồi nãy còn 1000 cái mà quăng 500 cái ra. Vì đưa anh cái gì nè, đưa đi. 300 đi. Đưa anh cái gì nè. Cái cây gặt fiber đi, anh tự chế cũng được nữa. Nhưng mà không có Nicotic, còn Nicotic không? Hồi nãy xì châm lấy hết rồi. Em giữ hết rồi. Vậy thôi chia anh đi. Thanh Kiều. Nè, em lấy 30 cho. Bỏ với con nào để cho nó chắc cú, con mất nữa. Bỏ vô mình anh không được sao? Đâu, bỏ vô đi, bỏ đi cho. Vậy bỏ vô heo nè, bỏ vô heo nè. Để bán xỉu cho anh xong rồi em cho anh. Thôi đừng có rảnh. Lẹ đi em. Đừng có tào lao. Rồi ok được đó. 300. Ngon lành. Thôi đi các bạn. Đi lên đường em ơi. Đi xuống dưới bắt cái con quái thú ở dưới. Rồi cửa rồng đi anh ơi. Ở dưới đại dương. Mấy con em? Một con thôi. Sao tiết kiệm vậy, chúng ta có nhiều rồng mà. Nhưng mà nó chưa lớn anh. Ờ đúng rồi, mấy con đó chưa lớn ha các bạn. Thử được. Có chim mà. Đi một lượt cho nhanh. Rồi đi xì chấm ơi. Rồi cộng em đi. Đập xuống em.
Ai 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 chết giờ. Cái con này gấp làm sao? Chiếc xe. Chiếc xe hả? Để em gấp cho, để em gấp cho. Thôi thì mà vậy thôi, em xuống em gấp giùm luôn đi. Tí nữa thì phun chút em thôi, sắp mặt. Rồi. Anh phải bắt chớn á, anh phải bắt chớn đảo một vòng sau đó mới gấp được. Ủa, chậm đâu rồi? Đây. Nặng rồi. Để băng đồ. Lết. Lết. Nó bay không nổi luôn á. Con gồng. Cô gồng có mấy, có hai cái cánh đó một siêu cơ mà các bạn nhìn nó lết kìa. Rồi nó tôi dục đồ ra rồi, đã cả đóng rồi đó. Chưa được nữa. Dục ra đi, dục ra bớt đi, anh đâu có nhiều đâu. Em không có đâu, tại mấy cái bộ đồ bơi thôi. Anh có 115 kg. Ờ, anh có 115 kg à. Tại vì cầm mấy cái nỏ nè. Bỏ mấy nỏ hay gì? Đừng bỏ anh ơi. Rồi giờ sao? Đi đường đó xa không? bay được bay nổi không chợ bay xa không hoặc là anh xuống anh kiếm con chim. Ừ, lấy một con chim đi ha. Có chim không? Lấy con đi. Thả xuống đi, thả xuống thả xuống đi anh xuống lấy con chim. Rồi trời ơi, đây chim nhóc nè mà không có yên. Có một con, có con đó. Con trên này có nè. Đấy, ông né rồng ra một chút. Từ từ lấy cái yên cho anh. Rồi cái khu vực trong này lắc quá trời lắc rồi các bạn ơi. Rồi con chim đâu? Nè cái yên nè. Anh lấy con 115 đi á. Đâu cái yên đâu, cái yên đâu? Rồi đó anh. 155 nè. Thôi lấy con 88 đi được rồi, để có 155 lại đi, không chết nữa. Chết cái gì em? Đi. Đi. Cho nó đậu ở dưới cầm mé biển chứ nó đâu đi dưới đâu. Sao em không gấp thì chụp đi. Ờ quên. Thanh niên. Thì thấy có gì sai sai à. Mình cởi chim đi hả các bạn. Cho có một cái mod mà con chim mà bơi xuống nước luôn anh. Thôi con chim bơi xuống nước là anh thấy ảo lắm rồi đó. Để anh Phương đứng im vậy. Đi vô. Đi. Bay qua mình luôn mà mình không hay vậy. À, bay từ từ em ơi. Thì em đâu có đè ship đâu. Em không đè ship á hả? Không. Không đè ship mà bay vậy thôi. Anh đè ship muốn thấy bà luôn mà bay kìa. Như bà già đi âm phủ. Ê, ở phía trước đó có cái gì nè, có cái tòa lâu đài dưới nước kìa. Cái nơi dưới có cái anti-pack à, em lấy rồi. Ủa em lấy rồi hả? Dạ. Thì nữa chúng ta làm một tập đi lấy anti-pack đi. Đi khám phá hết trơn luôn. Ok. Bây giờ thì chúng ta đi xuống dưới đáy đại dương nếu mà bắt mấy con quái thú ở dưới đại dương ha các bạn. Tập trước là mình bắt được bờ tây đẹp quá mà cấp 5 mà. Cái khu bắt biển được này hai con cá lóc rồi. Không, mình đi hướng khác mà không có đi hướng này nữa. Đi qua hướng cái chỗ thay thành bữa. Ghé thăm ba con cá mập luôn, ba con cá mập Megalodon. Với mà hai cái con cá lồng đèn mình bắt ở tập trước. Hình như cái lồng đèn cửa được đúng không anh? Đúng rồi, cá đó chà bá luôn á. Mà sao bắn nó hay vậy? Anh bắn nó xỉu quá. Lấy mấy con rồng mà đi giết con Alpha T-Rex đi. Luyện cấp cho nó luôn. Bay từ từ để anh đi với. Thì em đâu có đèn ship đâu. Mà anh lết không mà vãi thiệt chứ. Coi chừng hết stamina nha anh. Bay chậm lắm rồi anh. Con này bay chậm quá các bạn ơi. Quá chậm luôn. Rồi sắp hết xăng nữa rồi. Vậy đáp xuống đi. Đáp xuống em đợi. Mà một ngày làm 3 tập mà không biết là mấy em đó xem nổi không ta. Sao mà có nhiều em đó là anh ơi em xem nổi hết trơn rồi mà ghê như vậy. Thiệt đôi lúc mình cũng phân vân ha. Mình chơi thì ngon rồi đó. Mà quay lại không biết là mấy em đó xem nổi không. Đòi ra ngày 8 tập nữa chứ. Vậy 8 tập. Làm nổi không chị Dâm? Không.
8 tàu là chắc đắp chiếu luôn rồi. Đi em ơi. Rồi các bạn nào đang xem nhớ nhấn like để mà ủng hộ mình với em xin chung mấy bạn và đăng ký. Giờ chúng ta cố gắng đi dưới thôi. Chơi theo cái kiểu trải nghiệm phiêu lưu này thì nó hơi lâu, các bạn xem thì chắc chắn là nó hơi lâu rồi đó. Mà chịu khó á, mình nếu mà mình đi vắng tắt cũng được nữa, nhưng mà nếu mà đi vắng tắt thì nó không vui nữa đâu. Mình nghĩ là chắc nó không vui nữa đâu. Để biết biết cúp lại mấy cái chuồng lại cái. Ừ. Cái chuồng mình đem xuống dưới rồi bò nồi. Phải rồi. Hồi tập trước là anh có lấy về đồ về hết rồi, nhưng mà trước đó khoảng chừng nửa tiếng, cấp nãy nửa tiếng là mình đứng ở chỗ này mình bị chết ngạt các bạn, lo mình nhắn tin không xì mình không để. Về chưa? Xì chung có lấy không? Lấy về hết rồi. Có nhặt cái túi đồ không? Vậy là có cái chuồng ở trong đó nữa. Mà bỏ đâu rồi? Bỏ vô cái bàn, mấy cái bàn chế tạo hết rồi. Ai đù, rồi để đây nè, hai con cá này các bạn nè, hai con cá lồng đèn hôm qua nè. Để chạy về lấy. Lồng. Lồng đèn. Là. Lên là gì em? Hai cá này, hai cá, hai cá lọc đèn. Trời ơi, trời nó bơi nhanh lắm á. Con ship kia nó bơi kìa, vãi tèo. Ồ, nó bơi nhanh vãi tèo luôn các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay xem đúng lắc luôn á. Sao mà nó hơi giặt giặt vậy ta? Đó, các bạn xem đi, nó hơi giặt giặt ha. Kỳ quá trời. À, là cấp nãy là do mình phát like xong cái mình không chịu reset máy lên. Kiểu kiểu nó bị dồn cam lắc. Rồi rất sao đây? Châu. Em đi hướng nào? Em từ từ em về lấy lại cái chuồng cái, không có chuồng không làm ăn được gì. Thử coi. Vậy là em bay về em lấy cái chuồng hả? Dạ. Chuồng có gà sao? Không biết. Cái chuồng hôm qua đó em. Mấy cái những mà thanh kia bắt rồng thôi. Đúng rồi, mấy cái thanh kia đó. Những như bắt rồng thôi. Rồi. Coi cho mấy cái bạn. Ê, qua đây là một cái biệt tình màu vàng á, không biết đó có đồ ngon không? Em có chế cái gì nè, cái mắt kiến không? Có, em đưa anh rồi mà. Gì? Đưa anh rồi. Thôi. Không có có đẹp, nha. Đẹp, anh Phương lên đem cho anh mượn cái. Đâu? Ở đây lên bờ đem vô cho anh cái. Hồi nãy em quăng cho anh rồi mà. Có đâu có, anh chưa lụm nữa. Hồi nãy em có hai cái, tôi lụm có hai cái à. Trời ơi, vậy chắc hồi nãy anh đứng rồi. Có 1 phút 30 giây anh đặt. Rồi, nhìn dưới nước bao đã đâu anh ơi. Đúng rồi, cái đây là cái mắt kiến mà mình mod vô đằng mà chúng ta nhìn dưới nước cho nó đẹp các bạn. Rồi, anh nhìn phải dưới phê dưới phê luôn. Phê rồi đó. Phê như con tê tê. Wow, quá sáng, quá đẹp luôn. Đẹp không? Bao đẹp phải không? Phải xuống dưới nữa thử đi. Đó. Trời ơi các bạn thấy không? Cái kiểu này mà các bạn xuống dưới nước nó mới đã. Thôi tao sống dưới đây luôn đi, khỏi đi lên bờ đi. Thiệt á, xuống dưới này em tạo một cái mê cung ở dưới này luôn các bạn. Nó sáng hơn nữa thấy không? Thích sáng không? Sang nhảy dưới luôn. Sáng hơn. Sáng chưa? Ồ, sáng hơn các bạn. Khá là sáng. Em cởi hai ly gì vậy? Dạ. Ngu giờ có biết gì cấm nay anh cởi con gì đó cho lẹ. Cái cá lồng đèn đi anh. Đùa không em? Đùa bơi về đâu? Anh lấy cá lồng đèn của anh cho nó. Xem bơi xem chạy lại. Wow, sáng quá các bạn ơi. Xem phê phê luôn á. Thôi để dành, để dành, để hồi nó xài. Nó không nó hết nữa. Cái này chế trên người được mà. Nó sửa bằng cái gì vậy ta? Đi em ơi. Trời ơi các bạn xem cá lồng đèn nó bơi nè, bao lẹ luôn. Chờ anh ơi, để em lấy cái chuồng cái anh ơi. Ok lấy rồi. Hôm qua là ở phía dưới cái đại dương này sâu sâu miệng dưới là sẽ gặp cái con cái con Lê Si á các bạn. Ủa không phải, cái con họ của con Mosa. Mình hay kêu con đó bằng con Lê Si á. Lê Si Osiris. Con Nobita đó. Ê con bạch tuộc. Chị châm. Đâu? Đây. Sao bé đứng im vậy?
Đâu Ủa, em thấy anh đứng yên à? level 37 đúng rồi, thì anh đang đứng yên mà. Ấy da, ấy da, Đâu? con cá mập nó cắn. Đây nè, trời, con bạch tuộc chà bá nè. Hình như con nó ăn Black Bee đúng không anh Phương? Ai biết, anh có khi nào anh bắt con bạch tuộc là đâu anh biết. Con này nó ăn thịt đùi. Kìa, nó chà bá luôn chị Dâm ơi. Oh my god. Ủa, chứ em đứng cái bên anh đây nè, không phải hả? Không. Ảo giác rồi, hôm nay không biết anh ở đâu rồi. À, đây 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 để anh chọc con bạch tuộc này. Em chưa tới anh đã xuống rồi trời ơi. Anh Sao lộn vòng mà vòng ở chết đây anh nhanh. chơi mà. Kìa, các bạn thấy con bạch tuộc chà bá không? Bao đã luôn. Kìa, nó cái mặt với anh kìa. Em à, thấy anh chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Kìa, Thấy em anh thấy con làm bạch cái gì? tuộc không? Không sao. Nè, kìa, nó quay lại kìa. Còn nó thấy anh rồi, nó thấy anh rồi. Nó đang dí anh kìa, thôi té 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 Ồ, anh đang lội lên, anh đang lội lên. Lại xuống Bình ơi, làm cái chuột bắt con bạch tuộc này Bình ơi. té. Dạ từ từ em đi xuống. Con bạch tuộc này là xây được cái nhà trên mình của nó luôn hay sao á? Rồi, anh méo là muốn làm mồi cho nó đâu. Ê, anh đứng anh dụ nó mà. Trời, nó quay cái đầu lại, nó quay mấy cái xúc tu của nó lại các bạn. Bơi nhanh lắm đó nha anh. Chạy thôi, sao bé thôi rồi. Không sao, không sao. Tại mình cởi cái con này nó cũng ấy. Rồi, Hướng nó quay nào lại. ta? Cái con kia nó hết stamina. Ủa anh hướng nào rồi anh Phương? Chỗ ấy em. Chỗ cũ hả? Cái này ta gọi là chơi liều nè. Hay vậy. Phương Cái đâu? nè, nó chà bá đây nè. Anh Phương dụ anh tới chưa? Anh đang dụ nó nè, nó bỏ đi nữa rồi. Đâu anh Phương rồi? Nó cứ bị lỗi hình ảnh hoài à. Anh chú con Phương đi. Đúng Bữa rồi, nay bữa luôn nay Phương nó bị hơi bị lắc á. Ây da, nó hút anh lại kìa. Đâu anh Phương? Đâu anh Phương? Đâu anh Phương? Nè, anh dưới đáy biển nè. Chắc họ nó bỏ đi quá. Thấy chưa, thấy chưa? Bên kia kìa, bên kia kìa. Thấy Một lúc chưa? thì nhìn thấy rồi, anh Phương đây nè. Rồi bơi bơi đi, anh sợ mắc dấu cái con bạch tuộc chứ gì chứ. Lúc Con thì này nhìn ra ra là Phương lưng kìa. ba con gì kìa. Thấy rồi, anh thấy 30 lon rồi, xuống tiếp anh đây. Oh my god. Thế thế bạch tuộc à, để em xíu. Ủa, nó táp cái ố chạy. Em hiểu sinh lý gì vậy? Xuống cắn nó tiếp anh đây. Con cá mình chạy nhanh mà. Ủa, em Ồ đang nó xây điên hả? rồi anh ơi. Nó kìa, Phan phan kìa phan, kìa kìa. em Bình đang xây dưới này nè các bạn. Nè, thấy giờ Chờ anh gan ơi, nha. nó dí em kìa. Em xây Đánh đi, em chết mấy xây con đi, để cá em dụ mập nó. Em xây đi, em xây đi, em xây đi. Em xây đi, em xây đi. em lên xây anh. Dám nhờn với cá mập việc nhà mà lương cao hết các bạn. Việc nhà mà lương cao, mỗi ngày bơi ra biển sâu cho cá mập ăn, xong tối bơi về. Wow, việc nhẹ lương cao ghê luôn ơi. Mắc Không dấu phải cá con mập mặt thường, rồi. không phải cá mập thường mà là cá mập Megalodon đấy, cá mập hiệu phái của biển đó. Quan trọng là cái con này nó chui ra được không. À, Không ngon, anh. lọt tót, hài lắm. Đây cây cây có một cam. Đa anh, giờ anh dụ nó nha. Mở cửa Giết ra chết đi, mấy con cá mập trước đi anh ơi. mở Giết cửa chết ra mấy con cá mập trước đi. mở cửa ra đi. Em giết đi, em giết đi, anh dụ nó. Em không có gì giết á. Rồi, việc nhẹ mà lương cao nha các bạn. Ở chết bà rồi. Ê, cá quay lại cá ơi. Rồi, Ủa chơi con này không ngu phải ơi. con bò anh Ơi, anh ơi. đi. Quên, quên. Con này không có tung bò anh ơi. Chết rồi em ơi. Chết rồi, nó cắn gò má ơi. Gãy Gãy. cổ. Gãy. Chị cho mới gãy. Gãy. Mở cửa. Ơi, Ây da, gãy. giò chết em ơi. Gãy. Giò chết em rồi. Thanh niên. Chị châm. Nó vô Rồi, chuẩn bị đóng cửa. Ây da, nè. gãy. Đóng đi, đóng đi, đóng đi, đóng đi. À, anh em không đóng cửa thì mất anh.
đóng đang chưa tắm em mà. Đóng chưa? Em đang dụ nó xem đóng được. Rồi. Rồi sắp mặt. Rồi sắp mặt. Rồi sắp mặt. Rồi để nó ra rồi anh mới đóng cửa phải tèo anh. Rồi sắp mặt. Anh có thấy gì anh mới sợ. Rồi em dụ nó vô trong nó đứng tầm 10 giây á, không ai đóng cửa phụ em hết trơn. Anh cũng dụ nó vô luôn à. Rồi nó bỏ đi rồi. Lấy đồ giùm em anh Phương. Lấy đồ về em. Tôi để em xuống lấy cho. Xuống lấy đi em ơi. Mở cửa ra xì giùm. Em dụ nó lại phải không? Em dụ nó thì anh đóng cửa giùm em đi. Rồi ok ok. Sếp cấp ná anh ra anh bắn nó phát rồi anh chui vô anh dụ nó. Anh chui quyết liệt luôn cái chứ. Chết rồi sao mà tự nhiên vô cái khúc này nó bị cái gì vậy? Máu anh giảm dữ rồi. Không được em ơi, không được, không được. Máu anh giảm quá, anh leo lên anh thở cái mới được. Hay là cái mắt kiến nó bị hư rồi. Mắt kiến nó liên quan đâu anh. Mày đóng cửa nè. Dài thôi. Phan 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 từ 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 từ. Từ từ em ơi, anh lên bờ mới được, anh sắp chết rồi. Lội muốn sắp mặt. Mình phải lội lên mình lấy thêm cá mập nữa hả các bạn. Quỷ đó đừng, tốt nhất là đừng giỡn với bạch tuộc nữa. Ghê quá. Như con nó tem bằng cái kiểu mà lại ngừng bấm anh. Có bà. Gì vậy? Nó con đó mình lại gần. Nó không có tung bồ sao mà bắn. Cái gì? Nó không có chỉ số tung tung bồ anh. Bắn nó không có xỉu. Phải không? Thì nãy em coi nó không không mà. Còn con cá mập nữa không? Cho anh mượn con nha. Còn anh. Trời ơi, lội dưới cái mực nước này nó lắc lắc. Ủa, chị Dâm không đem hải ly theo hả? Không, không, em để trên bờ rồi. Ủa, em đem con gì hả? Con cá lồng đèn. Ủa, chị Dâm đâu rồi ta? Rồi ta, rồi ta. Nó phun vô cái mắt kiến của anh bị lỗi hay sao? Tự nhiên tối hù. Ủa nhốt nó chưa? Sao không tăng máu lên như vậy? Nhốt nó chưa? Rồi mình ăn quá trời luôn mà không tăng máu lên rồi Hoàng ơi. Có ai đóng cửa đâu mà nhốt. Nó đang bị kẹt dưới kia kìa. Từ 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 anh xuống tới. Ủa sao cắm nãy cái mắt kính nó trong lắm mà sao bây giờ tự nhiên nó bị gì vậy? Nó bị si ba chao vậy rồi các bạn ơi. Tao hù luôn. Đó nó trong lời kìa. Kỳ vậy. Dụ nó vô giờ được chưa? Ơi bà nội nó ơi. Thanh niên. Rồi để anh nè. Ủa mình đóng cửa mà sao nó còn chạy ra được? Nè 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 để anh nè. Ê xì dùm xì dùm. Em đang dụ á. Ê chết bạn rồi baby ơi. Nó rồi nó rồi. Cái đang ra nó táp con mi ra kìa. Ê da nó táp con mi ra của anh ơi. Cứu con mi ra ra, cứu con mi ra ra. Chết rồi. Sắp mặt. Ê có con cá mập cắn em ngoài sao kìa. Ngu như trâu. Có con cá mập cắn em ngoài sao kìa. Thì đang táp hai con nữa. Cá mập. Cá mập. Coi chừng nó hút đó. Rồi sao mà dính luôn rồi. Anh mới nói. Đấy cô. Nè 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 nè. Em canh em đóng cửa nè. Trời ơi quỷ gì vậy. Còn em nào còn sống không? Em phải tèo bà hai. Chị giúp chị chết hả? Chưa. Đóng cửa nha em. Đóng cửa nha em. Ok ok ok. Đóng cửa nha. Rồi. Nè nè đóng cửa nha. Đi nào nó vô kêu đóng nha. Đóng.
Để vô đâu mà đóng. Cái... Trời ơi, anh có ai kìa. What the fuck? Sao vậy chưa mà? Đóng... Anh vô nó đi. Rồi nó rồi. Trời ơi, chiếc này tối quá các bạn ơi, phải để chỉnh gamma lên đây. Gamma 3. Ừ, gamma 3 trời. Okay chỉnh gamma 3 nãy giờ là ngon rồi hết rồi. Ngu như trâu. Ê, kiếu rồi chết nữa. Phan, phan, phan cái cửa nào hả? Thiệt dọc con quỷ này ớt. Đóng, 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 đóng. Em vũ nó bên kia đi, em vũ bên kia đi, em vũ bên kia đi, anh đóng. Quán nồi thì sao rồi. Rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Hay quá. Bây giờ phun gờ, phun gờ. Phun, phun. Ê trời 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 trời, sắp mắt. Ê da nó hút mình vô kìa. Gãy cổ. Gãy cổ. Quẹo. Quẹo. Ủa em hồi sinh đâu hả? Em về nhà luôn. Vãi, người về nhà lấy gì ra? Cởi con khác ra, mấy con rồng được rồi. Ở trên mấy... kia có hai cái giường mà. Trên nào? Tôi làm cái chỗ hai cái mấy cái lò đốt metal đó chứ đâu. Có đâu. Không có. Phải cái giường này không? Hôm qua trước khi đi tôi làm hai cái rồi mà. Không có, không có. Có đâu, xì cho mình hồi sinh về nhà cũ luôn rồi nè. Đâu, để lên coi lại coi. Ê, lụm đồ lại giùm anh ơi. Dám vô lụm lắm. Miệng tử thần đang đứng gì đó đó anh. Rồi không có đồ sao anh xuống chứ. Oh my god. Relax. Ê, canh canh lụm giùm bùa anh cái túi đồ ấy. Khổ thì các bạn ơi. Khổ thiệt chứ, con quỷ đó. Buổi tối la làng không được, cái này ban ngày phát like là chơi đã luôn. La cho nó đã. Để cửa rồng tiếp. Trời ơi, giờ này còn trời mưa nữa. Khổ ghê. Mà họ ở đây không tele được rồi cũng như không. Đây đó cách xa lắm. Em nào tạo cái giường đi cho anh hồi sinh cái ơi. Ok ok, để em xíu. Nhanh nha. Ok. Nhưng mà anh có bộ đồ chưa? Khỏi. Anh đâu có đồ đâu. Đồ bộ đồ mà đạt gì đâu. Để em xuống lấy em nhặt em lên đưa anh. Ok ok. Khổ thì các bạn ơi. Cũng là làm cái series này cũng hay hay thì mà bắt nó đúng là nhức đầu thì... Em nhớ con làm của nó bắt theo kiểu thụ động anh. Cái gì em? Thụ động nghĩa là giống như mình đi sau nó bóp me giống như tem mấy con ngựa. Phải không? Nó không có tung bộ. Rồi lượm đồ không được rồi, lượm xong rồi nó kẹp một khác một chính luôn. Em tắt luôn đó. Tắt rồi, tắt thở rồi. Sao nó không để em chết vậy? Chết rồi mà, nó mới bảo rồi. Nè có hai giường rõ ràng này, ai kêu không? Trời. Có không? Chứ đây dưới đâu? Cái giường nó bên bên con rết rồi. Cái giường nè, chỗ hang rồng mình nè. Đâu hả? Đặt tên đi. Ghi tên đi, ghi tên đi. Đâu vậy trời, anh có thấy đâu. Đặt lại đi em ơi. Đặt lại đi, đặt lại đi. Để em đặt tên cho. Từ từ, từ từ. Ủa nè, cái giường ở đây nè, đúng là cái giường ở đây rồi chứ còn gì nữa. À, cái giường ngoài đi bèo, bèo qua này. Đi ra, đi ra. Đặt cái giường bán không? Rồi, xong rồi. Mà bây giờ sao xuống dưới kia nè. Rồi xong cái túi đồ anh đâu có lụm được không? Không, em chơi dưới đó luôn mà. Bắt đồ hết rồi sao chơi? Phải đặt thầy. Cái giường kìa. Để em xuống lấy cho em có đồ nè. Để em xuống, để em xuống. Nhốt qua bạch tuộc lại được phải không? Rồi. Xác em với anh Phương dưới đó luôn á. Nói chung là đồ anh Phương là trong cái xác em luôn á. Em lụm vô xong rồi bị chết luôn rồi. Anh cởi hai ly xuống nè. Chết anh ơi. Hết oxy. Sắp mặt, sắp mặt, sắp mặt hết oxy.
Trời ơi, chưa gì đã đụng con đó rồi, bắt Musa còn dễ hơn con bạch tuộc. Còn đó bắt nó không được sao? Như thế em nghĩ là bắt theo dạng bắt ngựa vậy đó anh. Để tí em lên wiki em coi coi. Lắc quá trời, sao bữa nay tự nhiên chơi lắc chứ ta? Trời mưa lắc thì... Ngon, bữa nay các bạn xem nó khá là lắc. Lết cơ. 9 lời 2 thôi. Bộ đồ đâu ta? Ở trong cái lồng đó luôn á. Tôi vừa lượm bên sau cái chết queo luôn. Cái tù nó khó chịu quá. Nó hút vô. Rồi chết nó rồi. Ủa mình gốc lắc nó vậy còn chết nữa ha. Sao đây? Bỏ nó hay gì? Mình phải lấy đại đồ chứ anh. Chắc mở cửa là cho nó ra quá. Con gồng này xuống nước được không? Không anh. Không. Hãy lấy đâu à? Cho em mượn cái. Liều một phe xuống dưới thử coi. Con tèo độc nó giục mình. Bay lên con. Bà nội nó. Vãi tèo, con tèo độc. Rồi sao đây? Em đang xuống nè. Hy vọng là oxy của em đủ. Rồi sao đem con tèo độc vô đây? Hy vọng là oxy em đủ anh Phương ơi. Không không có cái chân vịt ha. Đi chậm ghê à. Lấy con hải ly á. Em đang xuống hải ly nè. Em mà chết đây nữa là con hải ly nằm đây luôn. Vừa nhảy ra con hải ly là lấy nó. Hải ly khôn như quỷ gì á. Hay với vậy, vậy mà điều khiển. Rồi chết rồi anh ơi. Thanh niên. Không chạy ra khỏi cái sức tích hút tua của nó được. Thôi chắc bỏ luôn anh ơi. Bỏ luôn về nhà chế tên mới đi em ơi, khó quá các bạn ơi. Đụng chúng con quái vật rồi. Quỷ đó nó hùng quá. Cưỡi rồng về đi anh, quyết con rồng về luôn. Cưỡi rồng với kêu chim về luôn. Chịu rồi. Đồ không thể nào lại gần giờ được nó được. Đứng từ xa bắn nó hay sao em ơi? Nó không có tung bô anh, bắn không có được gì hết á. Bắn nó không chết luôn hả? Không, chết, không xỉu chết nhưng mà không, không xỉu. Chết nhưng mà không xỉu thôi. Phải tèo. Vậy là chết là tèm bằng cái cách đó rồi. Ây da. Quỷ gồng này. Ủa con hải ly đâu rồi? Để bay ra lấy hải ly rồi. Đi dài. Từ từ để em coi. Hồi như hải ly nó bay nước. Đúng không chị Trâm? Ừ, nó đang trên mặt nước á. Mặt nước mà hướng nào ta? Khổ tâm á. Dạ. Thôi bay gì trước nha. Ok em bay đi, em đi kiếm con hải ly lại coi. Lắc quá trời lắc rồi. Có nên reset máy đâu không ta? Chứ tập này là thấy không ổn tí nào đúng không các bạn? Này không ổn tí nào, nó thấy lắc quá. Hải ly đâu rồi ta? Ồ ra tới đây mà không thấy hải ly luôn rồi, hiểu rồi. Đợi cho tôi xí. Tôi bay ra ngoài biển nó coi thử. Thôi chứ được rồi, chắc anh tạm dừng cái tập này lại quá, chắc chế độ lại đi rồi đi tiếp em ơi. Dạ. Thôi được rồi, mình tạm dừng video này đi ha các bạn. Có nên up lên không? Tập này anh cảm giác nó lắc quá. Có nên up lên cho các bạn xem cái sự khó khăn của tụi mình khi mà dám đùa giỡn với con bạch tuộc. Hà Ly nè, thấy rồi nè, để tôi kêu về.
Gấp nó Ok. về, gấp nó về khỏi kêu đâu. Gấp về đi rồi, một lát nữa mình chế độ xong hết rồi chúng ta đi tiếp ha. Rồi được rồi, bye bye tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký các bạn. Anh tắt trên Phương. Chưa em nói đi. Cho em nói luôn, thâu vô thêm khúc nữa đó. Em tính tính xong như hơi Cho chị sống chụp này em đi nói đó. ngủ luôn. Không, em không, không nói hết, nhớ đến nào mà đăng ký thôi. Em tính sống này em đi ngủ luôn chứ mệt quá rồi. Vậy thôi đi ngủ luôn em ơi. Thôi đi ngủ luôn các bạn ơi, phê quá. Bữa nay ngủ sớm bữa đi quay. Rồi rồi, bye bye tất cả các bạn ha, đi ngủ luôn quay. Mai chúng ta tiếp tục, tại mai mình nghỉ, mai mình có thể là live sớm được. Mai chắc like ARK. Thôi bye bye mấy em nha, bye bye tất cả các bạn nha. Bấm. Để em đi về cái.